À, các bạn sẽ nhấn vào phần quảng cáo và tiện ích. Các bạn nhấn vào phần quảng cáo và tiện ích. Ở đây sẽ xuất hiện chính là cái hai cái quảng cáo ở hai nhóm mà các bạn đã làm ấy, ở các bước trước ấy. Nhóm 1 này, nhóm 2 này, nhóm 1.2. Thì ở đây các bạn kích vào phần tiện ích mở rộng. Ở phần này thì tôi sẽ search một cái từ khóa bên ngoài để các bạn có thể có cái để ta quan sát nó thực tế hơn. Tôi ví dụ như là Hồng Sâm Hàn Quốc chẳng hạn. Đấy là một ví dụ, tôi ví dụ sản phẩm này thôi. Thì các bạn sẽ thấy là gì? Ở đây các bạn sẽ thấy là có các tiêu đề. Đây gọi là tiêu đề quảng cáo này. Tiêu đề 1 nó ngăn cách bằng cái dấu thẳng đứng. Đây tiêu đề 2. Đây là chính là cái phần link web của chúng ta. Còn đây là phần mô tả mà các bạn đã ghi ở các bước trước. Coi như ở bước trước chúng ta đã xong cái phần tiêu đề rồi và phần mô tả rồi. Ở phần này tôi sẽ giới thiệu các bạn, hướng dẫn các bạn setup các phần còn lại. Đó chính là các tiện ích mở rộng, bao gồm thứ nhất là phần số điện thoại. Số điện thoại bước trước chúng ta chưa làm đúng không? Thứ hai là phần các chú thích chúng ta chưa có. Thứ ba là gọi là các liên kết website, liên kết quảng cáo tầm cái dùng. Đây các bạn thấy không? Đây gọi là liên kết website. Thì đây thì tôi sẽ lần lượt giới thiệu các bạn từng cái tiện ích một. Thứ tư là tiện ích là vị trí 7624 Hà Nội. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi lần lượt các phần của cái quảng cáo mà các bạn đã thấy như ví dụ trên màn hình. Các bạn có thể search chính cái sản phẩm của các bạn. Đây sản phẩm tôi search ngẫu nhiên. Trong Hàn Quốc thì nó sẽ ra các cấu trúc hoặc các bố cục của quảng cáo. Thì nhiệm vụ chúng ta là gì? Cần setup đầy đủ. Còn phần review chúng ta sẽ thực hiện và setup ở các bước sau. Các bạn quay trở lại tài khoản. Đầu tiên ý, thì các bạn sẽ cần setup với phần tiện ích liên kết website. Chính là phần nào? Chính là phần này các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Ví dụ cao Hồng Sâm, cách dùng nhân sâm, bình rượu sâm, sâm tươi. Thì liên kết website là gì? Liên kết website chính là các sản phẩm kèm theo, dịch vụ kèm theo mà các bạn mong muốn hiển thị trước mắt khách hàng khi khách hàng search cái sản phẩm của mình. Tôi ví dụ như là khi khách hàng search từ Hồng Sâm Hàn Quốc thì cái phần tiện ích liên kết web nó sẽ xuất hiện là gì? Cao Hồng Sâm, cách dùng nhân sâm, bình rượu sâm và sâm tươi. Các bạn sẽ mong muốn khách hàng click vào cái phần này và đưa đến các sản phẩm kèm theo giới thiệu thêm, giới thiệu đến khách hàng. Sau khi các bạn đã hiểu về liên kết web rồi thì chúng ta cùng nhau quay lại tài khoản và chúng ta thực hiện setup. Các bạn click vào tạo tiện ích liên kết website. Ở đây Google sẽ xuất hiện một cái giao diện mới. Thì các bạn lưu ý chỗ này là các bạn chúng ta đang để cái phần chiến dịch, chứ các bạn không nên để nhóm hoặc là cũng không nên để tài khoản. Bởi vì có thể trong cái tài khoản chúng ta có thể chạy nhiều các dịch vụ khác nhau hoặc là các sản phẩm khác nhau. Thì chúng ta để tài khoản nó sẽ khó linh động. Thì cách tốt nhất là chúng ta nên để chiến dịch thì nó sẽ linh động hơn và tất cả chiến dịch đều hiện ra các liên kết web này. Ghi lần lượt như tôi hướng dẫn. Phần 1 thì các bạn ghi này. Chúng ta đang nói về khóa học Google AdWords mà. Thì đây chúng ta sẽ ghi là tôi ví dụ như là khóa học Facebook Marketing. Marketing thì tôi có thể viết tắt. Phần mô tả 1, mô tả 2 các bạn ghi cũng được. Không được. Tôi khuyên là các bạn mới chạy nên ghi, tự ghi đấy. Hiển thị nó sẽ ít hơn hoặc hạn chế. Ở phần link website chính là cái link đích mà các bạn muốn khi các bạn click vào thì từ khóa học Facebook ADS này nó về đâu. Tôi ví dụ như là tại trung tâm thì các bạn ở đây có một cái link về khóa học Facebook ADS, các bạn click vào và copy cái đường link đó và các bạn dán vào phần này thì chúng ta coi như chúng ta đã thực hiện xong cái liên kết web đầu tiên, đó là khóa học Facebook Marketing. Tiếp theo chúng ta đến cái link web số 2, liên kết web số 2 này. Thì các bạn mong muốn là bạn kèm theo những khóa học gì hoặc là những sản phẩm gì như là khóa học SEO và các bạn cần vào cái trang web của chúng ta, các bạn lấy cái đường link đích của khóa học SEO đó, các bạn dán vào thì đây các bạn sẽ được gì? Khóa học SEO. Tiếp theo là các bạn có thể lên số các tiện ích khác, văn bản khác như là xem thêm ưu đãi. Thì đây các bạn có thể thêm ưu đãi. Tôi ví dụ như là các bạn có thể vào trang chủ của Zuka có các banner treo các ưu đãi ở đó. Tư là các bạn có thể đưa một số khóa học khác như là khóa học Google Shopping. Các bạn không vào trang chủ, các bạn lấy cái khóa Google Shopping ở khóa đường link, sau đó chúng ta các bạn dán vào. Như vậy là các bạn đã được ít nhất là các bạn nên làm 4 liên kết website, 4 liên kết website để quảng cáo ra sẽ đầy đủ nổi bật hơn. Sau đó các bạn ấn lưu tiếp tục. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong 4 cái tiện ích liên kết website. Tiếp theo là các bạn sẽ set up những cái chiến dịch khác, những cái tiện ích khác, đó là tiện ích chú thích. Chính là phần này các bạn nhé. Chú thích chính là cái phần hàng nhập khẩu Korea này. Tên một số tiếng bằng tiếng Hàn Quốc này thì nó sẽ dễ gây ấn tượng hơn. Tư vấn tận tâm, showroom, ô tô, vân vân. Thì có nghĩa là gì?
Có nghĩa là chú thích nó khác. Nên cái website là cái mà các bạn thông điệp đưa để cho khách hàng đọc, không cần mong muốn click vào. Ví dụ như là tư vấn tận tâm, ship hàng free nội thành, vân vân. Tư vấn 24/7, đấy là những câu chú thích, cái lời giải thích về cái dịch vụ của các bạn. Về khóa học Google Ads thì chúng ta có thể đưa một số cái những văn bản chú thích như là tư vấn 24 giờ, chú thích hai là gì, giảng viên tận tâm, học và thực hành ngay. Sau đó các bạn ấn new. Như vậy là chúng ta đã có được hai dạng liên kết website tiện ích mở rộng, đó là liên kết website và tiện ích chú thích. Trong quá trình làm thì Google ở trạng thái là các bạn để ý là Google đang xem xét cái báo chúng ta. Tiếp theo chúng ta đến cái tiện ích tiếp theo, đó là tiện ích của gọi. Tiện ích này cũng khá quan trọng các bạn nhé, tiện ích khá quan trọng. Nếu mà trên di động ấy, thì các bạn thấy là gì, nó sẽ hiện cái số điện thoại của chúng ta, khách hàng chỉ cần click vào và gọi chúng ta thôi. Tất nhiên cái click đó vẫn là tính một click như được. Còn trên di động ấy, trên PC thì nó sẽ hiện ở ngay cạnh cái link dẫn giả đây. Có thể khách hàng sẽ click vào quảng cáo và xem trang web link đích của chúng ta, và khách hàng tiến hành gọi điện và hỏi về cái sản phẩm cũng như cái sản dịch vụ của các bạn. Thứ hai, khách hàng có thể đọc số điện thoại lên và gọi ngay trực tiếp trên điện thoại, và lúc đó chúng ta gọi là không mất được click đó. Thì cái số điện thoại này các bạn rất là quan trọng đối với những ngành hot, để post đổi ra những ngành mà khách hàng cần sự nhanh chóng. Thì setup cái quảng cáo tiện ích của gọi là như nào thì các bạn chú ý là phần này các bạn sẽ để là quốc gia của chúng ta. Nếu các bạn tại Việt Nam, các bạn chọn Việt Nam, các bạn điền số điện thoại của các bạn vào đây. Mình ví dụ như là 0995, ví dụ thế. Ở phần này các bạn lưu ý tăng nhẹ một chút với cái phần số di động này để chúng ta ưu tiên hiển thị ưu tiên cái giá thầu và cái số hotline, vì nó khá quan trọng. Vẫn tăng nhẹ lên 3-5%, ví dụ thế. Sau đó bạn bấm lưu của khách. Phần bên phải các bạn luôn luôn để ý nhé, đến phần hiển thị demo mẫu cái quảng cáo mà chúng ta sẽ hiển thị ở ngoài Google để demo mẫu của nhé. Sau đó các bạn nhấn lưu. Như vậy chúng ta đã xong phần tiện ích cuộc gọi. Tiếp theo các bạn sẽ tham khảo và xem một số các tiện ích khác. Tất nhiên ở phần Google nó có khá nhiều các tiện ích, thì chúng ta cũng tất nhiên là chúng ta sẽ không phải chúng ta làm hết tất cả các tiện ích, vì chúng ta có làm hết ý, Google sẽ không hiển thị hết được, và chúng ta chỉ làm những tiện ích mà quan trọng nhất và nó có tính khả thi nhất thôi. Còn những tiện ích khác thì các bạn có thể tham khảo thêm. Tôi ví dụ như tin nhắn, vị trí, tiện ích quảng cáo. Thì tiếp theo tôi sẽ giới thiệu các bạn số tiện ích quan trọng khác mà các bạn tìm hiểu, và chúng ta có thể thực hành thêm để quảng cáo chúng ta nó sẽ nhìn đẹp hơn, đầy đủ hơn, thông tin chúng ta đầy đủ hơn. Ví dụ như tiện ích tin nhắn chẳng hạn, đây cũng là một tiện ích khá hay cho những một số cái ngành hàng dịch vụ mà khách hàng có thể yêu cầu chúng ta nhắn tin gửi bảo giá. Thì phần này cũng giống như tiện ích cuộc gọi, các bạn vẫn chọn quốc gia, chúng ta đang chạy Việt Nam. Ví dụ các bạn điền số điện thoại như thế, sau đó các bạn điền tên doanh nghiệp, các bạn điền tên doanh nghiệp của các bạn vào. Ở đây các bạn thông tin là các bạn gì, gửi tin nhắn cho tôi, chính là phần văn bản ở trên điện thoại của khách hàng, tin nhắn mặc định của khách hàng, mặc định phía ngoài, gửi tin nhắn cho tôi hoặc là gửi bảng giá. Còn đây chính là phần gì, trên điện thoại, tin nhắn của điện thoại xuất hiện trên điện thoại của khách hàng. Tôi muốn viết thêm thông tin khóa học, sau đó các bạn nhấn lưu. Vậy là chúng ta đã xong phần tiện ích tin nhắn. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu các bạn một tiện ích cũng khá là mới mà khá là hay, chính là tiện ích quảng cáo. Thì phần này các bạn có thể tìm hiểu thêm và thực hành thêm và chạy thử nghiệm thêm các bạn nhé. Tiện ích quảng cáo này khá là hay bởi vì nó khá nổi bật. Ở phần quảng cáo các bạn để ý thấy là gì, nó có một cái nút treo này, khá là nổi bật. Ở đây tôi có thể nói và các bạn, đây đang hiện chương trình khuyến mại như là ưu đãi dành cho các bạn theo thời gian mùa vụ, các dịp như là dịp mùa đông, mùa hè, mùa thu, mùa xuân, hoặc các dịp lễ, dịp ngày nghỉ. Tôi ví dụ như là ngày tặng quà chẳng hạn, sẽ xuất hiện có cả tiếng Việt, tiếng Anh cho các bạn. Ví dụ như tôi sẽ chọn là tiếng Việt là ngày tặng quà. Ở phần mục giảm giá thì tiền tệ các bạn chọn Việt Nam đồng. Phần mục giảm giá tiền, tôi ví dụ như là hoặc giảm phần trăm. Ví dụ như vậy, phần mục này các bạn ghi là gì, khuyến mãi. Cũng giờ là cuối cùng thì các bạn ghi ví dụ như là cái link đích khuyến mãi của các bạn. Phần này các bạn tạm để không có, để ra phần quảng cáo ra nhìn nó khá là nổi bật. Sau đó các bạn nhấn lưu.